Thế xe bị thế nào mấy thanh niên? Bố già sửa xe lâu cho xe mụn tôi cái. Không hiểu sao cắm chìa khóa vào xong để vít gà nó chạy không dừng được. Bực cả mình. Mày bị ngáo à? Mày thử bóp phanh chưa? À ừ nhở. Mày ngáo thế. Cái xe này á, đi đường bằng á, sóc như cưỡi ngựa này này. Mà thỉnh thoảng vô gà nó bập phát nó bê 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 bê. Như cái mày bê á. Đúng rồi. Hai thằng mày vừa chơi đồ xong à? Tại ca nào khổ ra rồi, thằng nào em chơi đồ em đánh chết mẹ luôn. Mày định đánh ai? À không ấy, con nói vớ vẩn. Con ba định đánh thằng nào mà bảo con ngáo. Bố ra kiểm tra giúp cho con cái phần hơi. Không hiểu sao sáng giờ đi nó cứ hụt hơi. Mệt quá. Hụt hơi thế? Vâng. Chắc là chúng mày vừa xuống dốc vừa tăng ga đúng không? Thôi được rồi, đấy tí tao làm lại hơi cho. Bố già sửa luôn rồi con gái. Tí con còn chở thức ăn cho chim. Nhà bao chim đang đợi. Đúng rồi đấy. Thôi được rồi. Nhưng mà còn cái xe này làm lốt cho người ta cho xong rồi đã. Đợi thế nhá. Thế đi vào đi mày. Nhà bố nhiều đồ thế nhỉ. Thao chơi. Mày chơi em tôi lấy à? Mày điên à? Đồ này chơi để gãy rằng. Mà bố già cái xe đấy nó bị nào đấy? À, sáng có thằng ngáo ngáo. Xe 4 thì nó lại đổ xăng pha nhớt đây để nó đi. Đúng là ngáo mà. Quá ngáo. Đáng nghe nó phải đổ nước rồi. Mày điên à? Pha cồn à. Theo tao ơi, hai thằng mày nên pha đồ đi cho nó phê. Bố nói thế nào nhỉ? Đồ con phải pha mồm lại pha xăng. Lấy đâu ra đổ xăng. Bố ngáo quá. Thôi, hốt thanh niên các anh đó. Kìa bố già, tập trung chuyên môn. Vẫn còn ốc kia không? Lấy cái cờ lê. Khổ quá. Mày điên, lấy kim chết kìa. Sửa xe bao năm, ngủ thế. Thôi được, bố sửa đi cho nhanh. Biết cái gì, chỉ cha chỉ trồ. Mới hiểm đấy. Bố già đừng có mà tinh tướng. Chẳng qua ngày xưa thằng này thích phông bạc nên đi học đại học thôi. Chứ không mà học sửa xe thì còn ra nghề trước cả bố rồi. Đúng rồi. Chẳng qua đen đỗ đại học phải chịu. Bây giờ phải nhờ bố đi. Các anh thì giỏi rồi. Thế mấy anh học đại học nào? Con xin trịnh trọng thông báo cho bố biết nha. Con đỗ thủ khoa đại học mỏ địa chất khoa đập đá. Còn con trân trọng giới thiệu với bố, con tốt nghiệp trường giao thông vận tải. Bây giờ cứ đi chở thức ăn cho chim nó. Bố đừng đùa. Đùa với thằng này. Chứ gì nữa. Bố ơi, xem một con xe với. Bực quá. Sáng ra đã hết hơi rồi. À, đợi thế. Gái Trinh, gái Trinh. Bố ra, bố ra. Quên bé nào. Ngày nào tao chả gặp nó. Bố cứ để con. Bố cứ để đấy, để anh em con hành trình. Ôi trời ơi, em ơi. Thế hết hơi như thế nào? Lốp cặn thế này mà lại bảo hết hơi như thế. Đâu đâu, thế hết lốp trái lốp phải thì bảo để anh bơm cho á. Ôi trời ơi, căng này cơ mà. Các anh là ai đấy? Anh xin trịnh trọng giới thiệu với em. Anh là nhân viên mới của cửa hàng Phương Thế Ngọc đây. Bọn anh vừa nhận việc tức thì gặp em đấy. Ui, hên cho bọn anh quá. Em là khách hàng đầu tiên của anh đấy. Quá hên. Thôi, hai thằng mày bớt chém gió đây. Bố. Đâu để tao xem nào. Thôi thôi thôi. Bố cứ để con. Cái việc nhỏ này, việc gì bố phải sở tay vào. Đường đường một doanh nhân chuyên chở thức ăn cho chim. Chim đâu mà không làm cho bố. Được được. Hai anh giỏi thì đấy, làm đi. Bố cứ đi vào đi. Thế em để anh xem cho nhé. Anh nhanh giúp em đi, em đang vội lắm. Nhanh thì cũng phải 30 phút thì hơn thế nào được. Đợi tí. Khoan. Mày đưa tao. Tao làm được. Chứ để tao. Kể cả cái này tao làm được. Hai cái thằng chúng mày. Mỗi cái lốp thôi mà cũng phải tranh nhau. Đến lúc nó căng lên đấy thì chả thằng nào dám nhận. Chạy hết cho mày xem. Bố cứ ngồi im đấy, tập trung chuyên môn đi. Việc này để con. Bơm cho nó nhanh để nó về sớm mà. Phải giữ cách giữ nó lại. Thôi nhanh nhanh lên đi. Cho nó còn đi làm. Vâng. Tao đã có cái
đâu. À, anh xin lỗi. Ngoái đi. Ôi giời, anh làm cái gì đấy? Đau, đánh bom ấy. Chúng mày làm cái gì mà nổ cả lốp xe này? Nổ lốp à? Hả? Hả? Vâng. Không biết thì bảo không biết chứ. Lốp xe nó như này, hai thằng cắm đầu cắm cổ bơm, no chả đổ. Nhà bao việc là còn làm nổ lốp xe nữa. Thọ thường của bố kiểu gì đấy? Nhìn cái gì mà nhìn? Bơm lốp xe không xong nữa. Có khi nào bọn anh bơm nó bị mạnh quá không? Thế bây giờ làm nào bố? Thế còn làm thế nào nữa? Đi mua cái lốp về giả cho nó đi. Ôi bố ơi, bọn con chỉ có vô tình nhiệt tình thôi chứ có phá hoại đâu, bảo bọn con mua. Mày không nghe người ta nói à? Ngu dốt cộng với nhiệt tình bằng đại phá hoại, hiểu chưa? Không hiểu. Đi mua. Mày ngu chứ? Tại mày ấy. Tại mày. Thôi, không cãi nhau nữa. Thế bây giờ làm nào? Ngu, ngu gì mà đền. Mày có tin tao trở mặt nhanh hơn cả người yêu cũ không? Để tao. Này, này. Anh nói em biết nhá. Để thằng bạn anh nói cho em biết nhá. Cái lốp này của em á, không phải là do bọn anh làm nổ. Đúng. Mà là do nó kém quá, không chịu được hai thằng bơm. Em hiểu chưa? Này, tôi nói cho anh biết, hai quả lốp của tôi á có được 4 thằng như anh cơ. Hơi đã yếu rồi còn đổi tại lốp. Thế có khi em cho anh cân thử anh. Đúng đấy, cho bọn anh cân thử tí. Hai thằng xà mít thôi, dắt xe vào sửa cho nó đi. À vâng vâng, bố cứ để bố con tự nhiên. Này, quay lại chủ đề chính. Dưỡng chân chất. Em vào đây, làm đi. Đi vào đi, để anh dắt xe vào anh sửa cho ấy mà. Đi rồi. Đây, ngồi đây để cho em. Ui, lốp vẫn căng thế này mà bảo vỡ. Tôi bảo anh sửa lốp xe chứ sửa lốp tôi đâu mà. Anh nhìn thấy gớm. Phơi phới. Cả ông này gớm. Mặc tôi trên này mà. Không có gì cả. Đấy, hai thanh niên giao thông vận tải mỏ địa chất trổ tài đi. Xem làm được không? Lúc nãy thấy nói nhiều lắm mà. Bố thế nào chứ? Vài cái chuyện chọc gậy bánh xe con làm suốt. Để đấy con sửa xe. Nhìn em học xe này, anh lại nhớ ngày xưa anh học đại học. Làm gì có xe đẹp này đi đâu. Hồi đó chở bạn gái trên con mini Nhật. Sở trường của anh phóng nhanh, phanh gấp. Vẫn còn nhớ cái cảm giác hai quả chanh cắn vào lưng. Lúc đấy anh chỉ ước hai quả chanh nó thành hai quả bưởi như thế này. Anh làm gì đấy? À không, anh miêu tả. Thôi, mày đừng có chém gió nữa. Ngày xưa 10.000 có bằng cả triệu bây giờ. Quả chanh này ấy dễ bằng như bây giờ nó phải bằng cái quả dưa hấu này, có phải không em? Mày, anh so sánh vớ vẩn. Thôi anh tập trung vào chuyên môn đi. Bố già ơi, thế bây giờ muốn thay lốp thì phải tháo bỏ vành ra. Tốt nghiệp giao thông mà cũng phải hỏi câu đấy à? À thôi, bố mày nói nó con biết rồi. Nhưng mà bây giờ cái nan hoa nó cắm tất vào vành để con nhổ ra. Ơ anh làm cái gì đấy? Anh có biết sửa xe không đấy? Nan hoa cắm vào vành là chuyện đương nhiên. Sao anh lại nhổ đi? Anh có tin là tôi cắm cái nan hoa vào anh không? Khoan khoan, anh có ý kiến. Em có thể đổi hai cái nan hoa đấy thành hai cái nũ hoa là không? Cái nan hoa cứng thì anh làm thế nào? Nào, thế lại đây để cắm. Tạc nào bố và... Mày ngu lắm, ngồi nhìn như tao thì ai bảo gì? Cái gì? À mà từ nãy đến giờ ngồi đây lâu thế mà chưa hỏi em tên gì. Anh hỏi làm gì? Lo mà sửa xe cho tôi đi. Em yên tâm, cái việc sửa xe đã có thằng bạn anh lo rồi. Thế còn chuyên ngành của anh ấy, là đại học mỏ địa chất, khoa đập đá phá một số thứ nữa. Này, hai thằng kia, có thấy cái tô vít của tao đâu?
Con còn chưa biết được tu viết của con nó chỉ đằng nào đấy. Biết được là tu viết của bố. Tao biết. Của tao nó đang chỉ lên. Có một mình của mày chỉ lên. Của tao nó còn đang muốn đâm thẳng xuyên thủng lên này. Thế chốt lại là hai thằng chúng mày có sửa được xe để cho nó đi làm không? À, bố đây rồi. Bố cầm sửa giúp con để con già kia con hết bị cay thằng bạn con. Nó một ngồi một mình nó chít chén gái của con. Tưởng thế nào? Ừ. Thế thằng nào trả tiền cái lốp xe đây? Dạ, con sẽ trả tiền cái lốp này. Cái lốp này cơ mà. À không, lốp đấy. Thằng này trả. Con chỉ trả tiền cái lốp này thôi. Thôi bố sửa cho con đi. Đợi hai cái lão tào lao này nó mút mùa. Thế thằng nào chọc mày? Sao tao có cái thằng bạn nó điêu như mày? Giờ mày lại đấy tao giải quyết. Bố ra. Cái lốp này á, con chỉ bơm hộ bố thôi, biết chưa? Bơm hộ thôi. Tí nữa tao mà làm quá, mày nhớ cản tao lại. Yên tâm. Bố ra. Quá chưa. Ừ. Bố à! Mày gọi lắm thế, tao có điếc đâu. Cái lốp này á. À mà không. Cái lốp này á. Đúng rồi. Tôi chỉ bơm hộ ông thôi. Nó nổ á. Là do thiên tai. Cái này ông phải chịu. Ông biết chưa? Tao có làm quá không? Hình như không. Nhưng mà tao hốt cả hền. Thôi được rồi. Tôi chỉ thử các anh thôi. Tưởng doanh nhân thức ăn cho chim với cả doanh nhân khoáng sản thế nào? Lốp này tôi đền, được chưa? Mày thấy không? Không có tao mất tiền ngủ. Công nhận. Hai anh giỏi lắm. Hai anh làm trò mèo rồi đấy hả? Ừ. Trò mèo là trò gì? Đúng rồi. Mèo vờn chuột à? Ai chọc cái tôi viết này vào lốp của tôi? Tu vít của anh từ nãy đến giờ vẫn trong quần, đã chọc được vào lốp em phát nào đâu. Anh nói gì đấy? Thưa anh nói vớ vẩn. Ờ đúng rồi. Tao tìm mãi cái tu vít không thấy. À, tao biết rồi. Chính là bố cắm. Đây, tao nói cho hai thằng chúng mày biết nhá. Nhà tao đang bao việc, tao không rảnh mà đi đùa với chúng mày như thế nhá. Vớ vả vớ vẩn. Ờ, thế thì ai chọc nhỉ? Đấy, của tao vẫn còn nguyên. Của tao cũng vẫn còn nguyên. Ôi, em ơi, em làm gì đấy em ơi? Thế chốt lại đứa nào chọc? Anh không biết. Nói. Anh không biết. Nhanh. Anh chọc. Giỏi lắm. Thế chọc vào có thấy thích không? Ui, có thích lắm. Này thì thế này. Ui, em xin gái mà em giữ thế. Tôi nói cho hai anh biết. Em ơi, để anh gọi thằng bạn anh vào đây cho đủ hai người. Mày vào đây. Bớ đầu tao rồi. Em nói đi. Tôi nói cho hai anh biết á. Hai anh làm hỏng xe của tôi á. Thì phải sửa. Tôi mất hơi nhiều thời gian với hai anh rồi đấy. Thôi được rồi, em bình tĩnh. Bọn anh sẽ đền mà. Bố ra. Thay cho con quả lốp mới. Tôi nói cho anh biết nhá. Anh bỏ ngay cái giọng giang hồ côn đồ đi biết chưa? Ừ dạ vâng. Dù sao người ta cũng là người làm ăn, người lớn tuổi hơn anh. Dạ vâng. Anh có nói thế à? Thôi được rồi, anh xôi lĩnh, anh xin lỗi. Anh đền. Đúng rồi, một bọn anh đền cho. Em ơi, lốp mới căng như lốp của em rồi nhá. Anh xin. Em đi đi. À này, tôi nói cho hai anh biết nhá. Cái tán gái của hai anh á, xưa rồi. Đẳng cấp tán gái bây giờ á, là phải để gái nó tán. Ủa, em cho anh xin số được không? Số á? Hỏi ông đây. Bố, thế mật khẩu là gì đấy ạ? Mật khẩu gì? Bố ơi, thế nó con gái nhà ai mà trông khá gái gớm? Con tao. Con tao. À đủ. Thế là nói sớm. Này, vào trả tiền lốp xe đi, xong về. Xe chúng mày mai lấy nhá. Ơ kìa.
Cái gì đấy? Đối với thằng anh vào toilet nữa làm gì? Tôi im mồm không được à? Ngoài kia có mấy thằng to như voi đang đánh ghen tôi đấy. Thế thì liên quan gì đến tôi? Thì có hét lên đi. Chúng nó mà vào á, chúng nó mà không tưởng tôi với cô là một đôi tình nhân đang hú hí thì tôi đi đầu xuống đất nhé. Cây ngay thì không sợ chết đứng nhá. Giỏi. Này, hỏi thật nhé, đã từ bao giờ cô biết cô cứ thẳng đuột đuột như cái cây ấy, hả? Rùa ở đây. Thế nào, chúng nó đi rồi, ra đi. Kim à, chào em. Thôi, tôi xin lỗi. Tại trường hợp khẩn cấp quá nên tôi chẳng biết làm thế nào cả nhá. Đổ mất đấy. Hôm nay anh sẽ biết tay tôi. Ấy thôi, kỷ niệm ấy anh khắc ghi ở trong tim mình rồi. Kỷ niệm gì? Hỏi. À, thực ra là thế này anh ạ. Vừa nãy à. Ôi lại kỷ niệm là thế này á. Ơi, giật cá mình. Sao, muốn hôn nữa à? Sao anh dám tùy tiện như thế với tôi? Tôi tùy tiện quen rồi. Anh như thế nào thì mặc xác anh. Nhưng đừng lôi tôi vào. Mọi người lại hiểu nhầm tôi với anh có gì thì sao? Thôi nhở. Chết rồi. Hay là để cho cô đỡ ấm ức, tôi ngồi cho cô hôn lại nhé. Đủ dây sồn, trơ cháo. Mà cô tìm nhầm người rồi. Anh Tăng có khi đang sáng tác chuyện tình của tôi với cô, phát hành khắp cả trung tâm đấy. Tôi chết rồi. Hai đứa nó nhắc với nhau về cái kỷ niệm gì xưa xưa nhá. Rồi bỗng nhá, thằng Du nó nhảy phốc vào cái kim, hôn chụt chụt luôn. Trời ơi, tôi với cả cậu Khanh ấy sốc nặng sếp ạ. Này, cái gì? Kim. Ôi giời, kim.